Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. À, quý vị ơi, và dự thư cũng mới nhận được lời mời yêu cầu rất là nhiều. Xin được kính mời tiếng hát của chị Xuân Hoa. Xin mời tiếng hát của chị Xuân Hoa sẽ cùng lựa chọn cho mình những ca khúc yêu thích để cùng đến với chương trình hát yêu thương ngày hôm nay. Xin được kính mời tiếng hát của chị. Yêu người mà người nào có yêu
Vòng tay người ấy nha con. Anh Sơn ơi, vòng tay người ấy nha anh Sơn.